Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Tuyên Dương khen thưởng học sinh và giáo viên đạt thành tích tại kỳ thi Olympic Tiên học Châu Á-Thái Bình Dương năm 2023. Dường buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trình. Tại kỳ thi Olympic Tiên học Châu Á-Thái Bình Dương năm 2023 diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 5 vừa qua, em Lê Ngọc Bảo Anh, học sinh lớp 12, trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng đã xuất sắc giành huy chương đồng, để ghi nhận những nỗ lực và thành tích đạt được của học sinh và giáo viên, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tặng bằng khen và tiền thưởng 60 triệu đồng cho cá nhân em Lê Ngọc Bảo Anh và 28 triệu đồng cho nhóm giáo viên tham gia công tác bồi dưỡng giảng dạy, hướng dẫn trực tiếp cho em Bảo Anh. Phát biểu tại buổi lễ, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố lê trung trinh ghi nhận biểu dương và chúc mừng thành tích của em lê ngọc bảo anh cùng các thầy cô giáo và khẳng định thành tích trên là kết quả của quá trình lao động học tập miệt mài của học sinh sự tận tâm tận lực của các thầy cô giáo không chỉ có ý nghĩa đối với riêng cá nhân học sinh gia đình nhà trường mà còn là niềm tự hào đối với ngành giáo dục của thành phố chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố mong muốn cá nhân em bảo anh tiếp tục cố gắng trong học tập chinh phục những đỉnh cao tri thức mới đồng thời đề nghị sở giáo dục và đào tạo thành phố tiếp tục dành sự quan tâm cho công tác đầu tư giáo dục mũi nhọn trong thời gian tới